Hello, xin chào anh em. Hôm nay giới thiệu cho anh em một cái ống kính Mickey 35mm f1.7, ống kính MF. Đây là một cái ống kính mà mình nghĩ là nó cũng không còn mới mẻ gì nữa. Ở trên thị trường nó bán rất là nhiều cái ống kính này. Tuy nhiên hôm nay mình mới có dịp trải nghiệm cái ống kính này, và mình sẽ nói lên một số những cái cảm nhận của mình về cái ống kính này. Thì cái ống kính hôm nay mà mình sử dụng thì dành cho cái ngàm của Fuji các bạn nhé. Vì sao mình lại test trên ngàm Fuji? Thì như các bạn đã biết thì ống kính của Fuji khá là đắt. Fuji và Sony ống kính khá đắt. Ví dụ các bạn mua một cái ống kính 35mm của Fuji thì nó phải rơi tầm 7-8 triệu. Còn nếu mà mua của Sony thì nó cũng phải rơi tầm đấy. Thì với một cái ống kính nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu như cái con Mickey 35 1.7 này ấy, thì chúng ta đã có một cái ống kính góc 35. Góc này khi mà gắn trên những cái body crop như chiếc Fuji của mình đang cầm hoặc là những cái chiếc Sony crop thì nó lại cho ra một cái góc nhìn khá là tương ứng với mắt người các bạn nhé. Tiêu cự 35mm các bạn có thể chụp ở trong nhà, chụp chân dung trong nhà và chụp ngoài trời khá là ok. Đây là ngoại hình của cái ống kính này, các bạn có thể nhìn thấy thân của ống kính được làm bằng kim loại khá chắc chắn, và vòng lấy nét cũng như vòng chỉnh khẩu của nó cũng khá là mượt mà và trơn tru. Các bạn có thể nhìn thấy là thấu kính của nó rất là trong và có hiện quát tinh màu xanh rất là đẹp mắt. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Cái đường kính nắp của cái ống kính này là 49mm. Do vậy nếu các bạn nào muốn mua filter thì chúng ta sẽ phải mua những cái filter phi 49 để chúng ta gắn để bảo vệ cái ống kính này các bạn nhé. Ống kính này có một cái vải lau ống kính, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và một cái túi đựng nhỏ của Mickey. Đấy. Còn ở trong hộp này không còn cái gì khác các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp cái ống kính 35mm f1.7 này vào cái chiếc máy ảnh Fujifilm để test cho các bạn một số những hình ảnh các bạn nhé. Khi chúng ta gắn vào thì gắn như bình thường thôi các bạn ạ. Các bạn hãy để ý cái chấm đỏ ở đây và cái chấm đỏ trên ngàm lens. Làm tương tự đối với những cái máy ảnh như Sony các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta gắn cái ống kính 35mm f1.7 này trên cái máy ảnh Fujifilm, nhìn trông nó khá là cân đối các bạn nhé. Nhìn khá là cân đối và khá là đẹp. Mình đánh giá là ngoại hình như thế này là ổn với một chiếc ống kính đến từ Trung Quốc. Mickey thì là một cái thương hiệu mà chuyên bán những cái ngàm, ví dụ như là ngàm macro hoặc là ngàm chuyển cho Canon cũng có này. Rồi thì các ngàm MF thì Mickey làm cũng khá là tốt, nó làm được full kim loại và chất lượng cũng ok. Thì đây là cái ống kính thứ hai mà mình trên tay, cái ống kính 35 1.7 này. Trước khi sử dụng cái ống kính này thì mình hướng dẫn sơ qua các bạn một chút nhé. Khi mà các bạn gắn cái ống kính này trên những cái body, ví dụ như cái chiếc Fujifilm XA2 mà mình đang test ở trên đây ấy, thì các bạn để ý này, đây là cái vòng chỉnh khẩu các bạn nhé. Đây là cái vòng chỉnh khẩu. Cái vòng chỉnh khẩu sẽ quyết định nên cái kiểu hiệu ứng xóa phông. Còn cái vòng này là vòng V-net. Vòng V-net có nghĩa là như nào ạ? Trong trường hợp mà các bạn đây đang chụp như này, các bạn để ý trên cái màn hình của cái chiếc máy ảnh này nhé. Rất là may mắn là cái chiếc Fujifilm XA2 này nó có cái chế độ picking color, thì sẽ giúp cho các bạn có thể là báo màu khi cái chỗ nét, các bạn có thể nhìn thấy khi nó nét ấy, thì nó có hơi cái gợn trắng trắng ở trên cái màu. Sau đây chúng ta sẽ chụp, đây chúng ta vê nét, các bạn nhìn thấy chưa, trên màn hình ấy đấy, nó nét này, xong mờ này đấy, chúng ta chỉ cần vê cái ống này, chúng ta chỉ cần vê cái vòng này các bạn nhé. Đấy, cũng rất là dễ dàng cho các bạn mới chơi. Đấy, nó vê nét như thế này thì có nghĩa là ok này, chúng ta chụp này. Đấy. Bây giờ mình sẽ chụp cho các bạn một số những cái bức ảnh từ chiếc ống kính này cùng với chiếc máy ảnh là Fujifilm XA2 tại 1.7 để cho các bạn xem được cái độ nét của cái ống kính 35 1.7 này như thế nào các bạn nhé. Ở 1.7 với tiêu cự 35mm các bạn sẽ thấy được một số những bokeh ở, ví dụ ở gần cái chỗ mắt của bác ấy hoặc là đằng sau đầu, các bạn có thể nhìn thấy những cái bokeh hình tròn mờ mờ ảo ảo. Việc này sẽ giúp cho các bạn tách biệt cái chủ thể là cái bác này so với cái background ở đằng sau các bạn nhé. Những cái ống kít thông thường đi theo máy thì nó sẽ không thể tách biệt cái chủ thể như trong cái bức ảnh này được các bạn nhé. Tiếp theo đây là một bức ảnh chụp bông hoa tại 1.7. Các bạn có thể nhìn thấy là cái background đằng sau nhé, bông hoa đằng sau ấy, nó cũng ngay sát cái bông hoa phía trước. Tuy nhiên với một cái khẩu độ 1.7 xóa phông rất là ok, vì vậy mà cái bông hoa phía sau cũng bị mờ theo. Điều này rất là ok trong việc chụp chân dung các bạn nhé. Tương tự hình ảnh vừa rồi thì đây cũng là một hình ảnh chụp một bông hoa tại khẩu độ 1.7. Bây giờ mình sẽ zoom lên để cho các bạn xem được cái độ nét của cái máy ảnh này nhé. Tiếp theo nữa là một hình ảnh chụp một cái kẹo ở khẩu độ 1.7. Các bạn có thể nhìn thấy cái kẹo này cũng khá là nét và background đằng sau xóa khá thẳng. Cuối cùng là hình ảnh của bà chị gần nhà mình bán chè ở đầu ngõ. Thì các bạn có thể nhìn thấy với khẩu độ 1.7 các bạn chụp
thì cái hiệu ứng background nó lên cũng khá là tốt. Đây là những cái bức ảnh mà mình chưa qua chỉnh sửa, và cũng như là những cái bức ảnh này thì màu sắc vẫn giữ nguyên. Nếu mình nói từ lúc nãy đến giờ về cái chỉ số F, khẩu độ các thứ mà các bạn không hiểu gì, hay là background các bạn không hiểu gì, thì hy vọng với ba cái bức ảnh này với chỉ số F khác nhau thì các bạn sẽ hiểu được rằng là khi mà F nó càng nhỏ, có nghĩa là F1.7, thì cái background, có nghĩa là cái phông nền đằng sau cái lọ kẹo này, nó sẽ mờ. F càng lớn thì cái phông nền này nó càng rõ hơn. Điều này có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đẩy F càng nhỏ, chỉ số F càng nhỏ, có nghĩa là khẩu độ càng lớn, thì cái chủ thể mình đang chụp nó sẽ nét hơn và nó sẽ tách biệt so với cái phông đằng sau. Điều này sẽ giúp ích cho các bạn chụp ảnh chân dung, nó sẽ tách biệt cái mẫu của các bạn với cái background đằng sau các bạn nhé. Vì vậy nếu mà chụp chân dung, các bạn sẽ sử dụng tại F1.7 hoặc F2.8 đối với cái ống kính này, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng xóa phông rất là tốt luôn các bạn nhé. Ok, thì hy vọng với cái video này, anh em nào đang có ý định mua một cái chiếc ống kính mà có thể chụp chân dung mà giá rẻ, nó chỉ rơi tầm hơn 1 triệu, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo cái chiếc Meiji 35mm F1.7. Bây giờ mà chúng ta chỉ cần bỏ ra tầm hơn 1 triệu thôi, ngang bằng một cái con kit, chúng ta đã mua được một cái ống kính 35mm F1.7 này. Chụp cũng khá là ok, và chất lượng hình ảnh thì các bạn cũng có thể xem qua, nó khá là nét và độ chi tiết của nó vẫn giữ ok. Có một cái điểm yếu duy nhất, đó chính là nó là MF. Vì vậy MF thì chúng ta cần phải quay tay. Tuy nhiên thì những cái chiếc mirrorless dạo gần đây, ví dụ như Sony hoặc là Fujifilm, nó đều có hỗ trợ bắt nét MF kiểu picking color ấy, thì sẽ hỗ trợ cho các bạn bắt nét bằng tay rất là tiện và dễ dàng. Khả năng hoàn thiện của cái ống kính này cũng khá là tốt, mình đánh giá khá là cao. Còn chất lượng hình ảnh thì các bạn có thể xem cái ảnh mình vừa chụp, thì các bạn có thể thấy được cái chất lượng hình ảnh, chứ mình không qua chỉnh sửa thì những cái bức ảnh này các bạn nhé. Nếu các bạn nào đang có ý định tham khảo cái ống kính này, chúng ta có thể truy cập vào phía dưới cái đường link mình ghi ở trong cái video, thì bên mình sẽ có những cái đường link mà sổ đến cái ống kính này cho các bạn xem nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo, khi mà mình chia tay những cái ống kính và máy ảnh khác. Xin cảm ơn các bạn.